Đến hẹn lại lên, Sao Mai Điểm Hẹn 2012 đã chính thức được khởi động. Bạn là một công dân người Việt Nam, bạn có sẵn niềm đam mê, tài năng âm nhạc và ước mơ trở thành ca sĩ nổi tiếng được nhiều khán giả yêu mến. Bạn muốn được trình diễn trên sân khấu hoành tráng với hệ thống âm thanh và ánh sáng trẻ trung, hiện đại. Tất cả đều hội tụ trong sân chơi của Sao Mai Điểm Hẹn. Hãy đến với Sao Mai Điểm Hẹn 2012 để có cơ hội thực hiện ước mơ cháy bỏng, trở thành một ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời âm nhạc Việt Nam. Hãy nhanh tay gửi hồ sơ kèm một đĩa CD thu giọng hát của bạn với ít nhất một bài hát bạn yêu thích và phù hợp với sở trường của bạn. Truy cập vào website để biết thêm thông tin chi tiết về quy chế, thể lệ và hồ sơ www.vtv.vn hoặc www.dongtay.com và trên tạp chí truyền hình Việt Nam. Hãy gửi hồ sơ ngay từ ngày hôm nay đến ngày 15 tháng 4 năm 2012 về Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại liên hệ 04 38 318 111 hoặc công ty Đông Tây Promotion 200 Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.